Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể cây trà san tuyết cổ thụ Giàng Bằng, xã Sùng Đô do Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao. Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có trên 70 hecta trà san tuyết cổ thụ Giàng Bằng, tập trung ở hai thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh, sinh sống ở độ cao trên 1.600m so với mực nước biển. Với khí hậu mát lành nên cây trà san tuyết phát triển rất xanh tốt, nhiều cây có tán lá sum suê. Diện tích trà san này chính là nguồn sống của trên 200 hộ đồng bào Mông thuộc thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô. Theo những người dân ở đây, cây trà đó có từ 300 tới 400 năm trước khi tổ tiên đồng bào Mông đến đây khai sơn lập bản. Qua khảo sát nghiên cứu của các nhà khoa học, trong diện tích 70 hecta có 100 cây đầu dòng đã có trên 100 năm tuổi. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận quần thể 100 cây trà san tuyết cổ thụ thuộc hai thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô là cây di sản Việt Nam.